Các nội dung trong dự thảo gồm quy định các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, trụ sở cơ quan nhà nước 200m, phải bảo đảm an ninh trật tự trong kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quy định về tiêu chuẩn âm thanh với kinh doanh karaoke, vũ trường, không được hoạt động quá 2 giờ khuya. Những quy định này gặp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Thì 200m đối với tôi là nếu trong nội đô thì rất là khó khăn, bởi vì hình thành người ta đã làm trước rồi. Cái thứ hai là khi người ta đã làm rồi, người ta làm cách âm rất là tốt để đảm bảo trong cái việc coi như là ta kinh doanh, thì theo tôi thì là nhà nước lên trông chước trong việc đó. Đạt được cái tiêu chuẩn cách âm, đương nhiên phải đạt được chúng ta mới cho hoạt động. Còn nếu như mà ở nơi nào đó mà không đạt được thì chúng ta đã vi phạm rồi. Bản thân cơ quan chức năng đã không làm đúng khi cấp phép cũng như là kiểm tra thanh tra quản lý rồi. Karaoke ban ngày thì không mấy khi âm, mà thường là âm ở ban đêm. Ban đêm thì các trụ sở nhà nước đóng cửa. Đặc biệt là quy định các cơ sở kinh doanh này không được chốt cửa phòng hát, không được đặt khóa hoặc thiết bị báo động, phải dùng cửa kính trong suốt. Rất khó hiểu vì mục tiêu quy định không rõ ràng. Dư luận cho rằng việc không được chốt cửa hay sử dụng cửa kính trong suốt là để tránh mại dâm trá hình, nhưng quy định này không thể ngăn chặn được mại dâm. Bên trong cái lớp mà như là cửa kính trong suốt ấy hoặc là cửa phải mở, thì người ta có thiếu gì phương cách để mà như là hoạt động những cái hành vi như thế này. Tôi cho rằng là các cái thông tư nghị định của nhà nước ấy thì không nên đề cập quá chi tiết vào những cái mà như là chi tiết của cái việc mà quản lý, mà cái đấy là nên giao cho, lẽ ra là nên giao cho các cái phòng văn hóa thể thao của các quận. Điều đáng nói là vào tháng 4 năm 2018, chính Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản 1396 cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường. Chưa đầy một năm, ban hành rồi cắt giảm rồi lại ban hành, khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng và các nhà làm luật vẫn có tư tưởng không quản được thì cấm. Anh có đặt ra nhiều điều kiện, anh có cấp phép chặt, nhưng sau này nếu mà anh buông lỏng thì cũng vô nghĩa, thì anh phải quản lý được cái hậu kiểm, tức là âm thanh thế nào, trật tự trị an ra làm sao, có hành vi sai trái không. Tất nhiên những lĩnh vực mà nó nhạy cảm, nó rất dễ bị lợi dụng như vậy thì cơ quan chức năng sẽ phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hơn. Dự thảo này hiện đang được lấy ý kiến và trong trường hợp được ban hành, liệu có rơi vào tình trạng chết yểu như chính những văn bản trước đó về quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường hay không là câu hỏi chung của nhiều người dân.